Xin chào các bác lại quay trở lại với kênh của em, đó là giày Si Sài Gòn ạ. Các bác ơi, hôm nay shop em lại về rất là nhiều mẫu giày tây mới, chủ yếu là những mẫu giày hiệu như Salvatore, Ferragamo và một số mẫu Gucci nhá. Hôm nay em lên rất là nhiều siêu phẩm luôn. Đó, bác nào mà ưng hàng hiệu hàng Si thì cứ vào nhắn tin cho em ha. Rồi, mẫu đầu tiên em lên cho các bác đó là một em khá là độc lạ của nhà Lamoutine ha. Quá là xịn sò luôn này các bác ơi. Nó đình đáo quá trời đình luôn. Bảo đảm là không đụng hàng luôn các bác nha. Bên trong của em nó là có một lớp lót kiểu như lớp nỉ này các bác. Đó, nỉ đính đá ha. Quá là xịn sò quá, cả ngàn tinh kim cương. Đó, quá là đỉnh luôn. Đó, những hàng của đến từ Lamoutine là những em toàn đính đá không này các bác. Đó, rất là độc lạ luôn nha. Em này thì có size rất là đẹp luôn các bác, size 39.5 nha. Đây, sau gót của em nó thì có giật thương hiệu của em nó luôn này, Lamoutine dưới đế này. Đó, quá là xịn luôn. Size chuẩn của em là size 39.5 nha các bác. Đây, và bên trong của em thì cũng có giật thương hiệu của em nó luôn ha. Đó, Paris của Pháp này. Lớp lót của em nó bên trong rất là đẹp luôn, còn rất là sạch sẽ ha. Size số mà cấp đầy đủ, em này thì size chuẩn là 39.5 nha các bác. Đó, lòng trong của em nó còn rất là ok luôn, khá là sạch sẽ ha. Rồi, và mã số chốt hàng của em này đó là A25, size 39.5. Và shop em đang sale cho em rất là mạnh luôn, 1.300.000 cho em Lamoutine này thôi. Bác nào mang vừa mẫu này thì nhắn tin cho em ha, hoặc là có thể gọi điện trực tiếp cho em cũng được các bác nha. Dòng này thì đã được khâu viền này các bác thấy không, rất là chắc chắn và tỉ mỉ rồi. Có cái bo chun bên hông nè, đó. Còn bên trong đính đá của em nó là những cái lớp nỉ nha. Đó, lớp nỉ nè, rất là xịn sò bụi bặm luôn nha. Bác nào mà đam mê những em độc lạ thì cứ nhắn tin cho em ha, hoặc là gọi điện trực tiếp cho em cũng được nha. Rồi, và mã số chốt hàng của em đó là A25, size 395. Và shop em đang bán là 1.300.000 thôi, rất là rẻ luôn. Bác nào ưng thì alo liền cho em thì còn ha. Rồi, và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một em đến từ thương hiệu Salvatore Ferragamo của Ý này các bác. Trời ơi, một màu nâu, nâu kiểu nâu sáng nha. Nâu vàng bò rất là đẹp luôn này các bác. Màu này lên đồ rất là sang nha. Mình có thể phối quần tây, quần jean đều ok la ha. Cái khóa kho bít của em nó thì rất là sáng luôn. Đó, mặt xa thì rất là đẹp và mướt luôn. Không hề có một chút lỗi lầm gì các bác ha. Bộ đế của em này thì được thiết kế bằng một bộ đế da và đã có chống trơn sẵn rồi ha. Đây các bác thấy đường mép của em nó không? Đường này là cái đường của họ đã khâu lắp rãnh rồi ha. Mình không thấy đường chỉ dưới đế luôn. Đó, sau gót của em nó có giật thương hiệu nè. Những toppy này là toppy ring của em nó luôn. Bên trong của em thì cũng có giật thương hiệu bên trong ha. Ôi, da của em nó rất là đẹp này các bác ơi. Da nguyên tấm, da bò vàng ươm luôn. Đó, rất là xịn sò luôn này các bác. Size số mà có đầy đủ ha. Em này là 7E thì tương đương là 40 trên 45 thôi. Đó, nè, size số in trong này luôn. Da của em nó thì da nguyên tấm, rất là dày dặn và chắc chắn nha. Em này thì mang lên chân bao em luôn đấy các bác. Đó, không cần xôi chi em này cũng đã đẹp rồi ha. Ôi ôi, quá là xuất sắc luôn. Đó, cái khóa này rất là sáng này các bác. Đó, đẹp lắm. Đó, bác nào ưng thì nhắn cho em nha. Mã số chốt hàng của em này đó là A22 và size 40 trên 40.5, và shop em đang bán là 2.200.000 thôi nha. Bác nào ưng mẫu này thì nhắn liền cho em ha. Chỗ một cái màu quá là sang luôn đấy các bác. Đó, bình thường màu nâu đậm, màu vàng bò, vàng sáng rồi. Cái này là màu này rất dễ phối đồ luôn này các bác. Rất là nhu nha. Đó, rất là dễ phối đồ. Bác nào ưng thì alo liền cho em ha. Rất là đẹp luôn. Đó. Rồi, và mã số chốt hàng là A22 và giá là 2.200.000 luôn ha. Size chuẩn là 40 trên 40.5 nha các bác. Rồi, và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một em siêu phẩm. Trời ơi, một em siêu phẩm của nhà Gucci này các bác ơi. Đó, một em Gucci hổ nha. Đó, độc lạ này các bác ơi, quá là xịn sò luôn. Cái khóa kho bít của em nó rất là sáng nè. Đó, cái hình con hổ nè. Đó, hổ màu vàng nha. Hổ màu vàng này nó sẽ mắc hơn là hổ màu xanh nha các bác. Đó. Đó, bình thường hổ màu xanh mình mua mới tầm 17-18, nhưng dòng này phải 22-23 nha. Đó, 22-23 triệu cơ. Hôm nay các bác đến với em để em bán đồ Si, các bác sẽ sưu tầm được những em giá rất là rẻ nha. Rồi, và em này thì da của em nó thì kiểu như là da bê nha các bác, rất là mềm luôn. Và sau gót của em nó kiểu như là mình vừa làm giày mình vừa làm dép được nha.
kiểu như đạp gót này các bác. Đó, da bê rất là mềm luôn đấy. Đây, rất là mềm luôn. Bộ đế của em này thì được thiết kế bằng một bộ đế da và đã có chống trơn sẵn ha. Đây, cái đường mép của em nó là đã khâu rin hết rồi ha. Size chuẩn là 7,5 nha. Bác nào trên 41.5 là mang bao đẹp nha. 41.5 nha các bác. Đây, bên trong của em cũng còn khá là ok và sạch sẽ luôn. Da thì da bê rất là mềm luôn đấy các bác. Sờ rất là đã tay. Gucci made in Italia. Size số mà cốt đầy đủ các bác ha. Quá là xịn luôn đấy các bác. Trời ơi, da rất là mềm các bác thấy không? Mình vừa làm giày, mình vừa làm dép được nè. Rất là tiện lợi luôn đấy các bác. Đó. Gucci đạp gót nha. Ôi ôi, một em hổ quá là xịn sò luôn. Bác nào mà thích sưu tầm những mẫu độc lạ thì cứ nhắn cho em ha. Rồi, và mã số chốt hàng của em này đó là A21 ạ. A21 size 41.5 và shop em đang bán là 4,3 triệu cho em Gucci này thôi. Bác nào mà đam mê Gucci này thì cứ nhắn cho em ha. Đó, bác nào mà mạnh con hổ thì chốt ngay em này này. Đó, quá là đẹp luôn đấy các bác. Rồi, và giá của em này chỉ 4,3 triệu thôi. Bác nào đam mê thì nhắn cho em với mã chốt hàng là A21 các bác ha. A21 và size chuẩn là 41.5 nha. Da rất là mềm, da bê nha các bác. Đó. Rồi, bác nào ưng mẫu này thì alo cho em ha. Rồi, và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một em siêu phẩm của nhà Savato nữa ha. Đó, một em Savato, màu này là màu nâu đậm các bác nha. Cái khóa vo vít của em nó rất là sáng luôn. Màu em nó là màu nâu đậm nè. Màu nâu đậm thì các bác cũng phối đồ rất là dễ nha. Quần tây, quần jean hay là kaki đều ok. Đó, bộ đế đã được khâu jean nè. Đó, cái này đế của em nó dơ ha. Bên trong của em thì cũng có dập thương hiệu Savato Ferragamo của ý ha. Đó, rất là xịn sò. Các bác thấy lớp da không? Da của em nó là rất là dày nha. Da nguyên tấm rất là dày dặn luôn. Đó, size số mà cốt đầy đủ ha. Size chuẩn là 71/2 nha các bác. 71/2 nhưng mà form này thon gọn cho nên mà bác nào chân 41 là mang bao đẹp luôn. Đó, 41 là thoải mái nha các bác. Trời ơi, rất là đẹp luôn, một màu nâu đậm nha. Rất là sang, màu này lên quần rất là sang luôn nha các bác. Rồi, và shop em đang sale rất là mạnh luôn. A20 size 41. Và shop em đang bán với giá là 1,9 triệu cho em Ferragamo này thôi. Bác nào mang vừa thì alo liền cho em nha. Trời ơi, rất là đẹp luôn đấy các bác. Rồi, và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một mẫu tiếp theo, đó là một em đến từ thương hiệu Bali. Đó, một em Bali khá là đẹp này các bác ơi. Thiết kế của em nó là da bò trơn phối da lộn ha. Có dập chữ Bali này, ngay mặt tiền cái chữ Bali chà bá luôn. Đó, phối màu rất là đẹp nha các bác. Vừa da bò trơn này, vừa da bò lộn, và chỗ này của em nó là rất là đẹp luôn ha. Bộ đế của em này thì còn khá là ok này, có dập thương hiệu Bali dưới đế luôn ha. Bên trong của em thì cũng có dập thương hiệu Bali, size số và mã cốt bên trong đầy đủ ha. Quá là xịn luôn này các bác. Da của em trong lòng bên trong rất là đẹp luôn đấy các bác. Đó, size chuẩn của em là 7E, tương đương là 40-45 nha các bác. Trời ơi, một em Bali da khá là dày dặn và chắc chắn luôn đấy các bác. Em này mang lên chân là bao êm luôn. Đó, rất là êm và chắc chân luôn nha. Rồi, và mã số chốt hàng của em Bali này đó là A26 ạ. Size 40/40.5. Và shop em đang bán với giá là 1,7 triệu thôi. Bác nào mang vừa mẫu này thì nhắn liền cho em ha. Đó, bác nào đam mê thương hiệu Bali. Đó, những mẫu này thì mình phối quần jean, quần kaki đi chơi cuối tuần thì khá là ok rồi ha. Rồi, và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một em siêu phẩm của nhà Gucci nha. Da của em này được thiết kế kiểu như là da bê rất là mềm nha. Da này rất là mềm luôn, không cứng nha. Mình sờ, mình mang lên chân mình cảm giác rất là nhẹ nhàng và êm ái luôn. Đó, cái khóa Gucci rất là sáng này. Đó, form của em này rất là gọn luôn này các bác, rất thon gọn luôn nha. Đó, bộ đế của em này thì khá là ok này, có hình con ong dưới mặt đế luôn. Đó, rất là xịn sò ha. Bên trong của em có một lớp lót có dập thương hiệu khá là đẹp và sạch sẽ luôn này các bác. Đó, size chuẩn của em là size 40-45 nha các bác. Da rất là mềm, đó, rất là thoải mái luôn. Rồi, và mã số chốt hàng của em Gucci này đó là A23, size 40/40.5. Và shop em đang bán với giá là 1,900,000 thôi. Bác nào mang vừa mẫu Gucci này thì cứ alo cho em ha.
Rồi và cuối cùng em sẽ lên cho các bác một em siêu phẩm của nhà Salvatore Ferragamo của Ý luôn này các bác ơi. Đó, bình thường nãy giờ là em sẽ lên cho các bác mấy em dễ tây rồi, thì bây giờ em sẽ lên cũng nhãn hàng này, nhưng em lên cho các bác một em sneaker ha. Mẫu này thì các bác lên quần jean, quần kaki thì bao đẹp luôn. Đó, dòng này đã được khâu viền rất là tỉ mỉ rồi ha. Đó, chỗ xung quanh của em nó thì chỗ này là kiểu như là da dập vân, vân đà điểu ha, da bò này, đó, những cái vân giống kiểu như vân đà điểu rất là đẹp luôn đấy các bác. Đó, những em này thì các bác phối quần jean, quần kaki thì rất là bụi bặm nha, bao êm luôn. Đó, và bộ đế của em này thì còn khá là đẹp nha, có dập thương hiệu dưới đế luôn này các bác, Salvatore Ferragamo của Ý ha. Bên trong của em thì có một lớp lót cũng còn khá là đẹp và sạch sẽ luôn. Lớp lót bên trong là lót da khá là dày dặn nha, rất là dày dặn và chắc chắn luôn đấy các bác. Size số mà cốt đầy đủ ha, size chuẩn của em là size 8, tương đương là size 42 Việt Nam nha các bác. Bác nào chân 42 là mang em này là bao đẹp luôn. Rồi và mã số chốt hàng của em này đó là A24 size 42. Và shop em đang bán với giá là 1.400.000 thôi. Bác nào mang vừa mẫu này thì alo cho em ha. Trời ơi, một em này thì lên quần jean, quần kaki thì bao đẹp rồi đấy các bác. Đó, bác nào ưng thì alo cho em ha. Quá là đẹp luôn các bác. Rồi và cuối like em sẽ lên cho các bác một em đến từ thương hiệu Du Bông ha. Em này thì da rất là mềm luôn, da rất là êm ái luôn các bác ơi. Đó. Và em này có size chuẩn đó là size 41 nha các bác. Đó, một em màu trắng rất là đẹp luôn. Em này lên quần jean, quần kaki thì bao đẹp luôn rồi đấy các bác. Đó, dòng này đã được khâu viền rất là chắc chắn rồi nè. Đó. Em đến từ thương hiệu Du Bông nha, một thương hiệu khá là nổi tiếng luôn đấy các bác. Đó, Du Bông bây giờ chỉ có hộp quẹt thôi chứ còn họ không có sản xuất giày nữa rồi. Đó. Đây, mặt da của em này còn khá là đẹp nha. Em này kiểu như là màu trắng sữa chứ không phải là màu trắng sữa trắng ngà chứ không phải là trắng tinh các bác nha. Đó, độ mới của em này còn khá là cao luôn. Đó, độ mới rất là cao nha. Mặt tiền của em nó cũng có dập chữ Du Bông luôn nè, rất là xịn luôn. Lớp lót bên trong của em thì cũng là lót da rất là đẹp luôn ha. Trời ơi, da của em nó rất là mềm. Rồi, lót bên trong nè, rất là đẹp và sạch sẽ luôn, có dập chữ Du Bông bên trong luôn ha. Size số mà cốt đầy đủ em này thì size chuẩn là 41 nha. Bác nào chân 41 thì mang em này là bao êm luôn. Đó, sau gót còn chữ luôn nè. Họ chưa mang bao nhiêu cho nên là cái chữ dập thương hiệu dưới đế còn nguyên ha. Đó, da rất là mềm, các bác mang đi lại rất là thoải mái luôn. Rồi và em này em đang sale rất là mạnh cho các bác luôn nè. Đó, và mã số chốt hàng của em đó là A30 size 41 và em đang sale chỉ 900.000 thôi. Đó, bác nào ưng thì alo liền cho em ha. Em này lên quần thì bao đẹp luôn rồi. Rồi, em xin cảm ơn các bác rất nhiều vì đã theo dõi video của em ngày hôm nay nha. Và em sẽ hẹn các bác vào video tiếp theo của em ha.